đây. Không được, tao đưa mày chạy nữa thì sao? Vậy đưa Bơ đi. Bơ, bỏ túi giữ cho ba. Mày vẫn theo tao chứ? Đợi tao xuống, đón tao. Dám muốn không? Tôi chắc không muốn trước rồi vậy. Đừng ngăn tao, tao xử ông này. Nó nói thằng Bơ có lấy cái nhỡ. Nó nè hai. Ở đâu ra vậy? Bơ lén đưa em á. Cái nhỡ đây. Cái nhỡ này là để chuộc thằng Bơ. Tôi sẽ giữ nó cho tới khi nào chuộc được Bơ thì thôi. Mình vô an ủi chú Khánh không hai? Kệ đi. Hai, những lúc này người ta cần một mình. Tin hai đi, mấy vụ này hay rành lắm. Chú ăn đi cho nóng, sáng giờ chắc chú đói lắm. Chú không có đói. Kiệt ơi. Vậy thôi con để đây nha. Khi nào chú đói thì chú ăn để có sức mà cứu Bơ nữa. Cậu đang ở đâu? Kiệt ơi! Còn tiền nữa, đang rất là cần tiền cho cô Bơ nó đi học nữa, sắp tới nó chuyển cấp rồi. Ba, ba làm tất cả chuyện này là vì con đó. Vậy nghĩa là khóc khóc cái con mẹ như
mơ mở nhỏ nhỏ cho người ta ngủ. Cái gì vậy? Lại là ông. Nãy giờ theo dõi tôi đúng không? Không có. Hồi nào? Sao? Nãy giờ tôi có cảm giác có người theo dõi tôi. Bộ mày biến thái hả? Trời ơi, nói gì kỳ vậy cô? Không mà đâu có đâu. Có gì vậy? Vậy không, không phải tôi nha, đừng hiểu lầm nha. Nè, tụi nó kìa. Ôi, mấy người lại mà vô nhà tôi vậy? Nhận của tụi tao đâu? À, thì ra là tụi mày. Vậy con của tao đâu? Chào cả nhà. Sao cà đông quá vậy? Có nhiều lộn nhà không anh? Không. Nhân khẩu 3 người sao 1, 2, 3, 4, 5, 6 người? Tao đâu có mù. Mày đếm làm cái mẹ gì? Cà bay, sao? Địch bất động, ta bất động. Nhưng em mất địch quá. Các em chịu, không nổi à. Ăn hột mít cho cố. Nó ăn mắm tôm chứ hột mít cái gì? Bỏ ra, cho tao nói gì điện thoại với con tao. Cậu. Wow, tưởng đồ ngon quá. Đánh nó. Sao mày đánh tao? Mẹ, thằng nào đánh lén tao? Xin lỗi, không cố ý. Bớt yêu đi. Thế, ai cầm súng luôn đi, nhắm mắt lại. Đúng rồi, đánh nó đi. Nghỉ đi, nợ từ từ trả. Tao nói nghỉ mà. Nghe tao nói xong. Mày chết mẹ. Nhà này ai cũng thích đánh nhau cái gì. Cho mày triệt sạn luôn. Thằng mất tay. Chim sẻ còn dâu tay. Quýnh xong chưa? Lên từ thần điêu tổng cục. Còn ồn lắm, xíu tiếp đi. Chim bay về tổ. Nói gì vậy ba? Ngắn gọn thôi. Rút. Đi vào anh. Đi vào. Cái bà mẹ mày đỡ tao lên. Cái dạ. Ôi. Không chơi nữa hả? Tao thấy chơi vui mà.
không chơi nữa đi. Điện thoại bơ. Alo. Mẹ mày, làm cái gì mà tao gọi mấy chục cuộc giờ mới được? Con của tao đâu? Tao gửi địa chỉ cho mày rồi. Tới trễ một phút tao lấy của nó một ngón tay. Ơi đại ca, mình làm thiệt luôn á đại ca. Mày khùng quá. Tao hù nó thôi. Ai đời làm vậy với con nít? Đại ca chưa tắt điện thoại chưa? Rồi chết mày. Má. Tôi đi chung với anh nha. Chết rồi. Có chuyện gì vậy? Cái hộp của ngoại mất hết giấy tờ nhà rồi. Nhà còn mất gì nữa không hai? Nhà mình có cái gì đâu mà mất. Mày đi từ từ thôi, làm gì mà nhanh thế. Không. Tao thì ổn, mà thằng em tao nó không ổn. Cái đâu, có. Cái tụi em, cái ô. Ok. Oh yeah. Tao đang nói tụi bay. Tao nói thằng em tao dưới này nè. Úp la luôn rồi. Ồ. Cái nghề này cái rủi ro quá. Đúng rồi, mới làm giang hồ sẽ nhận cái kèo thú quắc vậy anh. Ủa tao đâu có muốn. Cái này chủ nó kêu đi đòi ai thì mình đi đòi người đó thôi. Ai mà chẳng muốn kèo thơm. Ở một bên, cho em hỏi nè, trước kia anh làm nghề gì vậy? Xưa tao đi rau đá. Trời ơi. Cùng tháng cùng năm cùng ngày nhưng sẽ bị bắt cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ok. Chỉ là kiếm đồng tiền thôi mà. Không có đâu, nhẹ nhẹ là chung thân á nha, mà nặng nặng là tử hình á. Tụi mày bình tĩnh đi. Chuyện là như vậy nè. Alo bé, đang làm gì cưng? Đang ăn cơm hả? Chị nói nghe nè, đừng có ăn cơm. Ăn năn sám hối đi cưng, xong mượn tiền chị hoài không trả vậy cưng? Hả, xí xí chị đi cưng. Trời ơi, chị cho em mượn tiền niệt niệt lắm mà. Cho rất rẻ lắm cưng, sao kỳ đòi đòi hoài không trả vậy? Gì? Không trả? Trời ơi, mày không trả mày yên với tao chắc. Gì? Rồi chém rồi nữa hả? Trời ơi, tôi sợ mày quá, tôi lột da mày đó. Gì? Mày ngó bước qua đây nè, muốn chém ai bước qua nhà tao nè. Láo lếu đá đầu mày. Sao? Bây giờ muốn chặt mấy khúc? Khoan từ từ.
chị nói nghe nè, chị hơi khớp. Và kiểu hiểu hiểu không, cái đó không có quan trọng bé, kiểu con nít bây giờ nó manh động vậy thôi, là bây giờ là chỉ còn có một khúc bê da vậy thôi, mà bây giờ em chặt một cái là chị bấy luôn á cưng. Thôi em lấy cái sức trẻ của mình đi cống hiến, em vươn xa ngoài thế giới luôn, em làm cho đất nước mình nó tươi đẹp lên, em giúp đời em tươi đẹp hơn, em hiểu không, hiểu ý chị nói không? Ê, đang chưa nắng và lắm mồm thế. Bây giờ đơn giản chặt mấy khúc nhanh gọn lẹ nè. Thôi bây giờ không đừng nạt chị. Đi mà lắm mồm thế vậy. Thôi bây giờ chị lại em luôn. Bây giờ rồi thôi chị cho em tiền luôn á. Em lấy đi, chị không lấy luôn. Cho em luôn. Cho tiền là cho thế nào? Chị là phải đưa tiền cho em á. Thì đưa luôn bây giờ. Có cái mạng chị rồi giữ lại thôi, rồi còn bao nhiêu em lấy hết chị cho em hết luôn. Em lấy tiền chứ lấy mạng chị làm cái gì? Em rau đá nè. Mày rau đá hả? Chị giao đá em, hồi chị chặt mấy khúc của nhanh em còn về chưa nắng còn chết à? Mày giao đá mày nói mẹ mày giao đá đi. Ủa? Mày vô mày kêu muốn chặt mấy khúc? Thì cái cây đá đó thì nó là một cây này, thì em hỏi chị là muốn chặt mấy khúc, một khúc, hai khúc hay ba khúc? Mày vô mày nói chị ơi, chị muốn chặt đá mấy khúc? Vậy thôi. Bây giờ đang chưa nắng này cho nó nhanh gọn này, còn vào hỏi chặt đá mấy khúc. Mấy khúc nó cho nó nhanh rồi. Giờ mày muốn chặt nhưng mày chặt. Trời ơi, cây đá của chị bây giờ chị phải nói em chặt em mới biết chặt chứ. Thì mày muốn chặt mấy khúc kệ mà, em miễn tao có cục mấy đá được rồi. Nhưng mà em bán đá cho chị rồi. Khúc cái gì vậy mày chặt làm đôi đó, hai cục mày chặt làm mấy ra bắt cục, mày muốn chặt nhưng mày chặt. Nhưng mà chị là muốn chặt làm ba làm đôi. Tao nói mày muốn chặt cái gì kệ mày, tao có cục đá là được rồi. Rồi chặt làm đôi nha. Nói chuyện cứ như chơi đồ. Kệ mày. Em trai, kể từ đây về sau con muốn ăn sung mặc sướng không? Chị làm cái gì đây? Đi theo chị làm ăn đi. Từ đây về sau đi theo chị làm giàu đi. Làm cái gì cũng được, nhưng mà không bán chất cấm và không bán thân cho chị nha. Khùng quá. Kể từ bây giờ mày là của chị. Và kể từ đấy, tao trở thành một tên giang hồ. Wow! Giang hồ mà cũng phá ke. Câu thì của Bơ, con có sao không Bơ? Dạ không. Trả con lại cho tao mày. Nhận tao đâu? Mày trả con tao trước đi. Nhận. Con. Nhận. Con. Nhận. Con. Được, chúng ta trao đổi. Ok mày. Mất dạy nè. Đâu mày? Đi đâu vậy mày? Mày la vậy? Ai mày né ra coi. Chào anh. Em tới đưa 4 củ rưỡi còn lại. 4 củ rưỡi. À, là mày hả? Hôm trước mày lịch sự, mày bảnh bao, sao hôm nay mày bất lịch sự vậy? Hả, mày muốn gì?
Làm gì đấy? Giới thiệu mày, tao tên là Trần Thanh Chiết, và cái nhẫn này là của má tao. Hiểu vấn đề chứ? À, vậy là mày con của ông Trần Hữu Nghĩa hả? Thôi được rồi, về nghe. Đi đâu vậy? Tao chưa nói hết mà Khánh. Trời. Coi gà trống bảo vệ con kìa. Trời, chú là chú hả? Ghen tị với con lắm nha. Ba chú là không bao giờ làm vậy đâu. Mày nghĩ coi, ông già tao nè, ông chỉ quan tâm tới người chết thôi, còn người sống như tao ông không bao giờ ông quan tâm. Mày thấy vậy có công bằng không? Vậy mà ông còn tổ chức mấy cái kỷ niệm. Mà kỷ niệm gì? Kỷ niệm cái kỷ niệm đã chết. Mày thấy mắc cười không? Nhưng mà mấy chuyện đó tao chấp nhận được. Còn cái chuyện mà để lại gia tài cho người chết là đéo chấp nhận được. Ê ê ê, tức gì tức, đừng đạp xe hư xe tao mày. Là do ổng hết á, do ông già tao làm hết, chứ không phải tao muốn làm mấy chuyện này đâu Khánh. Nhưng mà làm rồi thấy cũng vui. Ê, nói nghe nè, nói thiệt, tao đang gấp lắm, tao không có rảnh. Không mấy mày về mày soạn cái mail mày gửi tao đi, khi nào tao rảnh tao đọc rồi tao tâm sự với mày sau. Chứ cái chuyện này á, giờ tao không quan tâm ha. Chú! Im. Nhưng mà tao quan tâm, mày xém phá hỏng kế hoạch của tao. Tao quan tâm là tao quan tâm chuyện đó đó. Không phải cái gì mày không quan tâm là mày không bị dính vô đâu con. Nhớ nha Khánh. Đọc nó. Ê khoan, có hai chuyện mày không được làm. Làm gì? Thứ nhất là mày không được đụng vô con của tao. Thứ hai là tụi mày không được đụng vô mặt của tao. Con mày tao sẽ không đụng vô, tại nó không có tội. Mặt của mày, chùm mặt nó lại. Khoan! Sao nữa? Không mấy mày chùm mặt con của tao đi. Chị, tao không muốn nó nhìn thấy mấy cái cảnh này. Trời! Mày trao cho nó cái bằng khen đi. Ông bố của Năm nè. Mày ghê không? Rồi, chùm mặt con mày lại. Được chưa? Đập nó. Khoan! Cái gì nữa? Trả cuốn sổ đỏ cho tôi. Sổ gì? Sổ đỏ nhà tôi. Sổ đỏ nhà mày hả? Ừ. Ai lấy? Thì mấy ông lão xám này nè. Đi vô nhà tôi lấy cuốn sổ đỏ chứ còn ai nữa. Mày lấy không? Mày. Tụi nó chỉ vô nhà mày lấy cái nhẫn thôi. Còn cái sổ đỏ nhà mày hả? Nhà mày chắc nhỏ bằng cầu tiêu, nhà tao lấy làm gì? Đi toilet hả? Bị khùng không? Nói nhiều quá, đập nó đi. Mấy anh, bình tĩnh mấy anh. Mấy anh, để tôi có dặn gì mấy anh. Ê, ngưng, mày nghĩ khi mà đúng không? Mày xin mấy anh đừng có quýnh với mặt tao giùm cái được không? Anh ơi, anh cho tôi dẫn người nhỏ đi. Còn anh có muốn đánh với mặt ổng hay không á thì tùy anh nha. Ê, anh ơi, anh, mặt vào. Ê! Lăn đều cho nó không nóng không? Nhà còn đúng một trái trứng luôn á. Thì lo gì, lăn xong mình ăn luôn trái trứng này. Xích lên. Nè, cần thêm không? Đương nhiên là cần rồi. Đây, tôi đưa cho anh là để anh... Trời ơi, ăn từ từ thôi. Công nhận á, trứng mà không có muối tiêu khó nuốt ghê. Bộ đói dữ lắm hả? Tôi đưa anh là để lăn cái bản mặt của anh mà. Uổng bà nó cái trứng. Cảm ơn em. Trời ơi, anh mới nói cái gì vậy? Cảm ơn nha. Rồi bây giờ không biết cái vụ sổ làm sao nữa đây nè. Phải đi tìm bọn sơ ôm hỏi cho ra lẽ mới được. Ủa, từ lúc em đi nhà nhiều biến động lắm hả chị Ngân? Tụi nó có đánh bơ ở đâu không? Dạ không.
Mà có chuyện gì chị còn nói em nghe đi. Chuyện rối lắm, chị Ngân cũng không biết kể sao nữa. Đầu đuôi thì mà nói chung khúc giữa là chị Ngân bị mất cuốn sổ đỏ. Mới đầu thì nghĩ là cái tụi áo xám nó lấy, nhưng mà tụi nó nói không phải. Bây giờ đứng đầu danh sách tình nghi là ông xe ôm. Nhưng mà cũng có thể là cái tụi đòi nợ trong lúc loạn lạc tụi nó lấy mất. Em nghe chị nói cũng rối thiệt á. Mà cuốn sổ đỏ của ngoại đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Thật ra là chắc bơ đói lắm, ăn đi. Ủa bà chỉ biết làm món này thôi hả bà? Món gì ngon thì mình làm, cũng như là cái gì xấu thì mình giấu đi, ha bơ ha. Hai đứa giấu chị gì phải không? Dạ không. Không hề giả chân ha. Sợ, giấu hai gì? Nói. Không, có. Không có mà hai. Hai cái đứa này, nói chưa? Biển sổ là anh cầm. Anh cầm. Trời ơi, anh cầm thì đưa đây, tuổi mất rồi. Cầm là đi cầm. Ý anh nói là tiệm cầm đồ á hả? Đúng. Lý do cuốn sổ của ngoại tôi mà. Anh hết lừa đảo, chơi với xã hội đen, bây giờ anh còn ăn trộm nữa hả? Anh xin lỗi. Ngoại sắp bị mù rồi đó. Ngoại bị gì? Dạ, ngoại bị cường nước. Bác sĩ nói nếu không mổ kịp có thể sẽ bị mất thị lực vĩnh viễn. Nhưng mà cái ngoại mù nhất là nhìn lầm con người của anh đó. Đồ khốn nạn. Hai đứa làm gì vậy? Làm gì mà buồn hơn ngoại vậy? Ngoại, mắt ngoại hết hạn sử dụng rồi, coi như nhìn ít đi chút. Nhưng mà bù lại cảm nhận nhiều hơn. Con sẽ kiếm đủ tiền, ngoại cứ làm theo lời bác sĩ là được. Ngoại già rồi, tụi con mới quan trọng hơn chứ. Ngoại, hai đứa này, ngoại nói cái gì mà kỳ cục vậy ngoại? Con nhỏ này giả đò mạnh mẽ không biết để cho ai xem. Ngoại hả? Mới đi chợ về hả? Sao không nói con sách giỏ phụ cho? Sao rồi, về tới nhà rồi đồ sách. Phải chiều sáng đi với ngoại ra chợ rồi sách về với dùng cho ngoại luôn. Tại ngoại không rủ con đi chung chứ không là con sách rồi. Cái thằng đẹp trai. Dạ. Dễ thương. Đúng rồi. Ngoan ngoãn. Đúng rồi. Vậy mà bị vợ bỏ. Ủa,
Vậy là ngoại đang khen hay đang chê con vậy ngoại? Ngoại khen là khen con. Dạ. Còn chê là chê vợ con đó. Con Ngân coi vậy nó cũng dễ thương, cũng tội nghiệp. Nó cứ khăng khăng như vậy á là lỗi của nó đó. Nếu ngày đó con Ngân nó không khăng khăng đòi mua một bộ đồ mới để đi dự lễ tốt nghiệp thì ba mẹ con Ngân chắc bây giờ vẫn còn. Sau tai nạn nó xảy ra, nó bỏ học luôn, rồi gồng gánh một mình đủ thứ hết á, cho nên buộc nó phải mạnh mẽ. Vậy là Ngân đang muốn che giấu một cái gì đó bên trong, sự yếu đuối ở bên trong của mình. Cha, coi vậy cũng có người đồng cảm ha. Chào con à. Ủa? Sao có hai hộp sữa vậy ba? Ý, hôm nay bà có mua sữa đó hả? Ngoài không có mua, mà là của một chàng trai tốt bụng cho. Người ta khuyến mãi sao mình lấy vậy con? Ở chợ mà cũng khuyến mãi như siêu thị, hay thì. Mệt quá ông ơi. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được hết á. Tôi chắc hơn. Chắc con đường xưa em đi vàng lên mắt quan gia ngõ hẹp thèm nhỏ chứ ngõ nào hẹp chó đẻ đẻ nói gì tôi nói được vắng vẻ. Cuộc đời của ba chả lập được cái gì đúng hết. Có đẻ được thằng con ngoan ngoãn là đúng thôi. Như là cũng an ủi được một phần nào. Ba. Cái gì sai thì mình sửa thôi. Xa xôi ngày mai nắng lên trong đời, ngày trời ngày bồi hồi qua mau, ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy, nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng hòa khung ca chúng ta bay cao dệt mộng tuyệt vời ngày xuân. Chứ vậy em cắn nữa tay nó co cái chứng chị. Giữa nó là vô có được đắp chứ trời. Nhưng mà tụi nó khó khăn lắm với cái đó rồi nha. Em chưa kịp. Quên rồi. Xin lỗi. Để ăn rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Tao phải nói chuyện với con tao. Đủ. Rớt mũ. Ê. Ê. À, cất. Này, mời xem cất. Đây, cất. Rồi, ok.